Chào các bạn nhé. Hôm nay em giới thiệu cho các bạn một số dòng vàng bãi chúng em đang có bán. Đầu tiên là dòng PK5000 này. PK5000. Đây dòng Betty House nhé các bạn nhé. Bản Betty House màu vàng rất đẹp luôn này. Đấy. Nguồn xung này. Nó sử dụng chip 21489 này. Đấy, 21489 này các bạn nhìn rõ chưa? 21489 thì ạ. Của Analog Device. Đây các cái con này thì là nói chung là nó gần như là mới. Các bạn nhìn thấy con các con ốc này vẫn còn đẹp long lanh luôn này. Đấy. Nó vẫn đẹp long lanh luôn nhá. Zin xịn sò cho các bạn. Con này có cổng quang này. Cổng kết nối cho S232 này. Và các cổng đầu ra, nhãn hiệu đầu ra, đầu vào cổng analog cổng hoa sen. Đây là nguồn. Con này em đang bán với giá là 4 triệu nhé. Chưa có phí ship cho các bạn nhé. Tiếp theo nữa là dòng Auduking. Đấy, con này là Auduking. Em có 5 con. Đấy, nó sử dụng chip 21731. 21375. 21375. Có loại dùng nguồn biến áp này và có loại dùng biến áp biến áp xuyên. Biến áp xuyên sử dụng chip 21375 rất đẹp luôn. Tiếp theo nữa là dòng DSP 800 và DSP 9900. DSP đây là DSP nó sử dụng cùng một loại chip giống con Auduking, con Auduking xuyến. Nó có hai bản nha các bác nhá. Một bản sử dụng là tụ dán và một bản sử dụng tụ này tụ thường. Các cái này nó như nhau thôi, chất lượng như nhau, không có gì khai sắc nha. Đây cổng sau, con này thì không có cổng quang. Tất cả các dòng vang này đều có phần mềm đầy đủ cho các bác nhá. Đây con này em đang kết nối với máy tính này, PCcom này. Hai cái dòng Auduking này với cả DSP 800 em đều bán với giá là 1.800.000 nhé các bạn nhé. 1.800.000 một con em. Riêng Auduking thì là 1.800.000 em đã bao ship cho các bác rồi. Còn con DSP 800 thì 1.800.000 không bao ship nhé các bạn nhé. Đây là phần mềm của nó này, phần mềm của thằng DSP 800A và Auduking. Đây, phần mềm này anh em có thể thay đổi này. Đây là giải chép này, đây là giải chống này, đây là giải chung này. Vang số thì liên hệ với số điện thoại 0398192198 nhé. Bên em có 3 dòng chính. Dòng này là dòng cao cấp và đắt nhất này. Dòng Betty House PAK 5000. Dòng này nguồn xung thì đẹp đẽ luôn và rất nhẹ nhàng.
Cảm ơn các bạn nhé.